Em trường đá thì từ cũng được 10 tháng rồi. Và thực ra trước lúc em đi với thầy á là em đi khám bác sĩ. Người ta nói là một bên thành gan của em bị chai. Nếu như để như vậy á là 3 tháng nữa là không cứu được. Thế em vào bác sĩ thì bác sĩ cứ khám bình thường, và nhất là cái đợt vừa rồi em trường xong á thì em cảm thấy là cái tay em á, trước đấy rất nhiều đồ mồi nhưng bây giờ là tay cái đồ mồi hết sạch. Rất là tốt. Và em có đi cách đây hơn một tháng đi xét nghiệm máu. Bác sĩ nói là gan và tiến triển rất là tốt, và tới đây là ngày 29 tháng 6 họ sẽ đi xét nghiệm lại một lần nữa để đánh giá lại. Nhưng mà bây giờ thấy người đi thì thích lắm, không có mệt cả ngày đi. Suốt ngày đi mà không thích đi xe, chỉ thích đi ra cửa hàng là đi bộ, không đi xe. Đi xe ngại hơn, ngại đi xe lắm. Ngày xưa đi rất là buồn ngủ nhưng bây giờ thấy thoải mái. Ngày nào cũng phải 12 giờ mới đi ngủ, sáng 8 giờ dậy ra tiệm. Thứ nhất là được đi theo học với thầy và được tiếp thu những phần thầy, được một phần nào của kiến thức của thầy và cùng phụ trợ với chú dưỡng ở Đức Linh. Rồi thì thoảng có người nào nhờ thì cứ làm hết mình, cảm thấy rất là vui. Và cái đặc biệt nữa đó, ngày xưa là em là người rất là nóng tính. Thế nhưng từ cái thời trường đá đến bây giờ là thấy nó bớt giận dữ. Chẳng hạn ví dụ như con cái nó nói cái gì đấy, ngày xưa là nó thế nọ thế kia, nhưng bây giờ thấy bình thường, người rất là thoải mái. Rồi, xin cảm ơn em. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.